Mình đang làm cái nước ướp anh em ha, ướp để ướp gà. Thì cái này là cái món này là gà nướng với ớt ha, gà nướng với ớt, nhưng mà mình ướp theo một cái kiểu nó khác. Nếu mà gà mà anh em mà ướp muối ớt không thì ăn nó không có được ngon ha. Mình sẽ ướp theo cái kiểu riêng của mình, đây là cái bí quyết của mình ha. Tại vì mình biết nấu ăn là từ lúc năm tuổi ha. Mình biết nấu rất là nhiều món ha. Đó thì cái này là sả nè, sả thì cắt nhỏ ra, bắt đầu giả chung với lại nguyên liệu là gồm có sả ha, hành củ với lại tỏi đó, với lại tỏi. Còn cái này là ớt, chút xíu nữa bỏ vô. Rồi xong cái anh em bỏ một chút xíu đường nữa nè, đường. Rồi đây là hạt nêm ha, hạt nêm ít thôi, nêm vô với lại muối đó. Thì cái ướp cái này mình không có xài nước mắm anh em ha, mình đã ướp muối ớt thì mình không có xài nước mắm. Muối vô đó, muối vô xong rồi mấy anh em giả nát ha, giả nát cái này rồi xong bắt đầu mình quay tiếp ha. Đây, sau khi mình giả nát anh em ha, mình giả nát tỏi, hành, sả đó với lại ớt, mình bỏ vô đây. Thì lúc đó mình sẽ tiến hành cho một chút xíu sữa tươi ha. Đây là sữa tươi không đường, đây là sữa Úc ha. Cái này là sữa đặc có đường, sữa mà để uống cà phê ha. Cho vô đây một tí xíu dầu hào đó. Dầu hào của Maggi ha, một tí xíu nước tương của Maggi luôn, với lại một tí xíu dầu ăn. Thì nếu mà có dầu mè sử dụng càng tốt ha. Cái dầu ăn này nó có tác dụng là nó sẽ không có làm, khi mà mình nướng nó sẽ không có làm khô con gà anh em ha. Con gà mình nhìn nó sẽ bắt mắt và nó mềm hơn, khi mà mình nướng thì nó không có bị khô đó. Còn cái sữa tươi này nó sẽ làm cho cái, nó thấm vô cái sớ thịt của con gà thì nó sẽ thơm hơn ha, rất là thơm, rất là đậm đà. Cái dầu hào này cũng vậy, khi mà mình ướp đồ ăn mình bỏ cái dầu hào này vô mình nướng thì nó sẽ có một cái vị là nó rất là mặn mòi ha, nó đậm đà đó, nó làm từ cái con hào. Và cái này mấy anh em nên nhớ là mà dầu hào này mấy anh em cho ít nha, dầu hào này nó có vị mặn ở trong này ha, dầu hào này nó có vị rất là mặn đó, cho nên là cho ít. Thì mình sẽ trộn đều cái đây, mình bỏ vô đây sẵn nè, mình sẽ trộn đều lên đây. Còn đây ví dụ như anh em mà muốn tạo một cái màu cho nó đẹp á, cho cái màu mà nó lên màu đỏ một chút xíu á, thì mấy anh em, một là mấy anh em bỏ tương ớt ha, còn hai á, tại vì trong này có ớt rồi cho nên là mình không có bỏ tương ớt nữa, mà mình sẽ tiến hành bỏ tương cà ha. Mình bỏ tương cà vào đây để nó có một cái màu rất là bắt mắt và đẹp ha. Đó, cái này nó mình sử dụng nó là chỉ làm chất tạo cho cái màu sắc thôi nha anh em. Đó, xài tương cà nó có một cái màu rất là đẹp, khi mà mình nướng xong gà nó có một cái màu rất là đẹp ha. Cái này là cái không có cay nha anh em, mình làm cho con gái mình ăn ha, tại con gái mình còn nhỏ không có ăn cay được, chứ hai bên nó đều giống nhau, nó khác nhau là bên đây nó không có ớt thôi. Đó, thì gà sau khi mình rửa sạch này, rửa sạch xong rồi bắt đầu là mình tiến hành bỏ vô ướp ha. Đang để hai con gà này là gà mái ha, giáp của ban, bỏ vô ướp. Đó, phải rửa tay sạch sẽ trước khi làm nha anh em, cho nó hợp vệ sinh ha. Mình sẽ bỏ vô trong mấy cái ngách này nè, đó thì nó mới thấm vô được, nó mới thấm cái gia vị vô trong sâu trong cái thịt con gà. Quá sáng ngon.
qua làm bên đây nó cay nè. Gà mái nó đang đẻ chứ nó chuẩn bị đẻ như vậy thì mình ăn nó mới ngon. Cái cách mà tốt nhất để anh em ướp mà muốn nhanh thấm ha, là mình ướp xong rồi bắt đầu là mình bỏ vô trong cái tủ đông anh em ha, tủ đông đá. Anh em bỏ khoảng chừng một tiếng sau thôi là anh em lấy ra nướng, là nó sẽ nó giống như là mình để mình ướp gà mà nó qua đêm luôn á, là nó sẽ rất là nhanh thấm. Cái đó là bí quyết nha anh em. Ướp xong lấy bỏ lên tủ đông, một tiếng sau bắt đầu lấy ra nướng thì nó sẽ cái gia vị nó sẽ thấm cực kỳ nhanh vô trong cái thịt luôn. Tại vì khi mà nó thấm vô trong cái thịt rồi á thì nó mới, mình ăn cái miếng thịt á nó mới có cảm giác là nó ngon, nó đậm đà ha. Còn nếu mà mình ướp mà nó không thấm á thì bắt đầu là không có thời gian á, mình không có thời gian để cho nó thấm á thì mình ăn nó chỉ có cảm giác ở ngoài da thôi, nó sẽ ăn nó sẽ không có ngon lắm. Rồi bỏ đây. Rồi bắt đầu là mình sẽ bỏ vô tủ đông, xong một tiếng sau là mình lấy ra mình bỏ vô lò nướng ha. Đây, sau khi một tiếng ướp ha anh em ha, bỏ vô tủ đông xong bây giờ mình bỏ vô cái lò nướng ha. Đây hai con, anh em thấy hấp dẫn chưa? Đây, cái nước nó đông đông lại thấy không? Đó. Mấy anh em bỏ vô lò nướng mở ở nhiệt độ, mấy anh em bỏ vô lò nướng mở ở nhiệt độ 200 ha. Nướng trong vòng 20 phút. Để mình chỉ anh em này, anh em lật ở cái bụng nó lên nướng trước, còn cái da nó rất là dễ chín ha. Mình mà lật cái da mình nướng 20 phút thì nó sẽ bị cháy, nó sẽ bị cháy đen ha. Cho nên là mình sẽ nướng ở dưới cái bụng trong vòng 20 phút là nó sẽ chín hết con gà. Sau đó lật lên lại nướng cái mặt da của nó chỉ cần 5 phút sau là chín ha. 5 phút sau là cái con gà là nó sẽ vàng đều cái da. Đó, đường nó thì rất là ngon và nó chín đều rất là đều ha. À. Hấp dẫn nha. Sau khi nướng 25 phút anh em ha. Đó. Đây là chuẩn cơm ba nấu luôn đó. Đây. Thấy ngon chưa? Cái con này là con của hai đứa nhỏ, hai đứa con mình. Con này là cái con của mình có ớt ha. Cái này là canh mùng tơi với lại mướp ở nhà trồng, nấu với thịt bằm. Còn ví dụ nào anh em nào muốn ăn mặn chút xíu thì mình ở đây mình có cái muối tôm ha. Cái này là muối tôm Tây Ninh ha, mà loại đặc biệt ha. Cái loại này nó tới 400.000 một ký. Đó, thì nó rất là ngon. Đó, thì muốn ăn đậm đà thì chấm cái này. Hoặc là mấy anh em không có muối tôm này thì mấy anh em chấm lại muối ớt ha. Đó, muối ớt mấy anh em giả lát nè. Cực kỳ ngon nha anh em. À. Rồi anh em nào có sim clip thì bấm cho mình một cái nút like ha. Clip này 1.000 like đi, bắt đầu ngày nào mình cũng làm một món gà cho anh em hết trơn á. Anh em xem được bấm like ha, món này cực kỳ ngon. Ví dụ như anh em mà có bà xã đó, anh em lấy điện thoại của bà xã vô cái kênh của mình. Xong rồi cho bà xã coi. Đó, rồi bà xã làm theo, bảo đảm luôn. Mấy chị em cũng vậy, cái cách mà giữ chồng mà tốt nhất là qua cái đường bao tử ha, phải tập nấu ăn cho nó ngon lên đó thì chồng mới ở nhà được, còn không thôi lại đi ăn ở ngoài tiệm không à. Rồi vậy bye bye mọi người ha. Rồi sóc ăn rồi nói trước đi, sao ba nướng gà làm sao? Ngon hả? Ngon sao? Ngon tuyệt hả? À, ngon tuyệt của mèo con này. Ba làm ngon hơn mẹ không? Ừ. Thỏ làm sao? Trời ơi, ngậm cái đùi. Thấm gia vị nữa không? Mình không có quay hai đứa nhỏ lên trên kênh YouTube được nha anh em. Tại YouTube nó không cho phép á. Không cho phép sự xuất hiện của trẻ nhỏ. Đó.
cơm khi không có mẹ ở nhà là ba tự làm hết ha, để cho mình với lại hai đứa nhỏ ăn. Chứ cái này là đu đủ, đu đủ nè, đu đủ thái ở nhà trồng luôn. Mình hai ngày trước mình hái ba trái vô là nó 5 kg, một trái 1 kg mấy. Đây, này là la xét ha. Đó, ăn xong rồi ở đâu ăn trái cây.